tôi hiện nay còn giữ thành gần 100 bức thư của các em học sinh, hơn 65 năm rồi. Nó là cái kỷ vật vô giá của tôi. Khi mà đi tập kết ra Bắc, chúng tôi không có gì để mang đi, chỉ có lòng quyết tâm và khi lòng yêu nước thôi. Gia đình khác gì đó, anh sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho con. Thật sự là cả đời em chỉ biết cầm lăng, em chỉ biết bắt đầu như thế nào. Bằng khen giấy khen cũng có làm cái gì. Tôi chỉ cần một đứa con gái bình thường. Về lính chữa cháy, không biết lúc nào sẽ là bữa cơm cuối cùng. Các bạn, toàn đơn vị nhanh chóng vào vị trí tập kết. Mời quý vị theo dõi tin tức cuối ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Bão số 8 sẽ suy yếu và tan dần trên biển. Đáng chú ý, gần Biển Đông đang có cơn bão tên là Usagi, cường độ cấp 13, tương đương sức gió mạnh nhất 149 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão Usagi có thể đi vào vùng biển đông bắc của Bắc Biển Đông.